Và đây là trận đấu cuối cùng trên sân vào buổi sáng ngày 14 tháng 5, ngày thi đấu thứ 3 của giải cầu lông theo thể dục thể thao toàn quốc đồng đội. Giải đồng đội toàn quốc. Không nói nhầm nhá. Giải cầu lông đồng đội toàn quốc. Còn đại hội thì đánh từ đầu năm rồi. Đây là xếp đấu thứ 2. Điểm 8-5 nghiêng về phía cặp đôi Tuấn Đức và Mạnh Thắng. Trong xếp đấu thứ nhất thì cặp đôi Hải Phòng đã rất xuất sắc vượt qua cặp đôi đàn anh của mình. Nhưng dường như xếp 1 là họ chưa đánh, Hà Nội chưa đánh. 9-5 cho Hà Nội. Đây cầu tốt. Một pha đập cầu rất chất lượng của Tuấn Đức. 10-5. Phát cầu lỗi từ Mạnh Thắng, đổi điểm 60 cho cặp đôi trẻ Hải Phòng. Đội hình của Hải Phòng phải nói là rất đồng đều, toàn những tay vợt cực kỳ trẻ, toàn 99-2000 à. Mà đánh cầu rất hay và rất tiềm năng. Bộ Công an đánh như nào thì anh? Bộ Công an thắng 5-0. 5-0 rồi. Quốc Học này đánh rồi. Quốc Học hôm nay không đánh. Này chắc kiểu gặp đội Quảng Ninh cũng mềm ra cho mấy anh trẻ này. Cái set đấu thứ 2 điểm đang là 11-5 cho cặp đôi của Hà Nội. Set thứ nhất là chiến thắng 21-12 cho cặp đôi Hải Phòng. Rồi về trước nha. Về nghỉ ngơi, tối đánh không? Tối không đánh đúng không? Đánh tối đây. Mai mới đánh. Cây cầu hơi cao của Tuấn Đức. Nhưng vận động viên Hải Phòng vô cầu ra ngoài mất rồi. 12-6. Rất đơn giản. 13-6 cho Hà Nội. Hà Nội giờ mới đánh. Hà Nội nãy thả. Nãy thả. Tuấn Đức nhìn như kiểu tay bị sao nhỉ? Nhìn nó tròn tròn như kiểu sưng ấy. Tay phải Tuấn Đức nhìn xem. Rất ngẫu hứng của Đoàn Mạnh Thắng. Vâng, trước thời cơ rất nhanh tay vợt trẻ Hải Phòng, khá tốt. Đổi điểm 73 cho Hải Phòng. Trường Giang cặp với gì kia? Lâm Sơn. Cặp đôi Hải Phòng là Trường Giang và Lâm Sơn đấy mọi người. Trường Giang lúc nãy cũng có một trận đấu khá hay trước Phạm Hồng Nam. Tuy nhiên vẫn phải để thua, vẫn để thua ở trận đơn trong 3 set đấu. Thanh lý hết rồi. 14-8 cho Hà Nội. Đào Mạnh Thắng phát cầu. Pha bỏ nhỏ lỗi của Tuấn Đức. Đổi điểm 9-15 cho Hải Phòng. Trận này thực sự cũng không nhiệt cho lắm. Trận này đánh cảm giác nó cứ rời rạc cái nhỉ. Vâng, cơ bản bên kia đánh không hết sức, giữ sức. Tuấn Đức lại đánh cầu không qua lưới. Lại phát cầu lỗi rồi. Xem trận này hơi chán. Thôi đây là trận đấu cuối cùng trên sân rồi nên Hùng sẽ quay lốt cho mọi người xem. Nhắn tin hỏi công ty luôn đi. Em lấy hàng rồi. Cầu lỗi của từ trường ra. Không đáng có. Chờ vào vòng trong thì 12 Hồ Chí Minh gặp Hà Nội, Bộ Công an thứ 12 Bắc Ninh nữa. Ông dự đoán là 4 đội đấy sẽ vào bán kết. Bắc ký kia chưa? Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Bộ Công an. Dĩ nhiên Bắc Ninh muốn vào đến bán kết thì còn phải vượt qua Bắc Giang và quân đội nữa. Nhưng quân đội thì đội hình năm nay yếu rồi, không có cửa rồi. Chỉ có Bắc Giang và Bắc Ninh tranh nhau đâu. Quân đội của mỗi Lê Đức Phát năm nay thiếu người, sao toàn cho mấy đứa trẻ nó đánh, toàn mấy đứa 14, 15 tuổi đánh. Cầu lôi từ Đào Mạnh Thắng, 14-17 Hải Phòng. Cái kiểu này biết đâu Hải Phòng nó thắng sao, hay là nhà ra Hải Phòng đây. Bắt cầu rất nhanh từ trường ra. 15-17 Hải Phòng.
Ây à, hay thế. Đẳng cấp từ Tuấn Đức. Tùng có nhìn thấy quả lúc nãy không? Có vẻ Tuấn Đức không muốn chạy rồi. 16-17 cho Hải Phòng. Đánh như Đức ơi. Hay là cặp Hà Nội định lấy đây. Cặp Hà Nội định nhả đây. Nhả còn nghỉ trưa đằng nào thì thắng chắc rồi. Vặt lưới, xòa lưới rất nhanh. 18-16 là Hà Nội. Vào nhà cũng chắc cũng không nhà đâu. Thua mang tiếng chết. Mang tiếng. Ôi đồ. Vâng, phản xạ rất hay thì trường ra. 17-18 cho Hải Phòng. Biết đâu lại thắng thì sao. Cầu vẫn trong sân. Phản cầu rất tốt từ Tuấn Đức. 19-17. Khoảng cách vẫn là 2 điểm. Cầu đôi Hải Phòng chưa thể san bằng. Bạt cầu lôi từ Đào Mạnh Thắng. 18-19. 19 đều đi cho nó hay nào. Tuấn Đức bắt cầu. Ép lưới rất nhanh. Hay quá. Rồi, 2, tốt. 19 đều. Đánh chiếc 3 đi. Giờ về chán quá. Ôi giời. Ngoài sân. 20. Anh hơi 19 nữa cặp đôi trẻ Hải Phòng. Có vẻ là Hà Nội thả rồi. Bán độ à? Đang thắng 4-0 rồi. Thắng 4-0 rồi, trận này đánh thủ tục thôi. Mà Hải Phòng cũng không vào được vòng trong. Bộ công an vào chắc rồi. Bộ công an nó thắng Đồng Nai nhá. Thắng Quảng Ninh nhá. Thắng gì nữa nhỉ? Thắng Hải Phòng. Thắng nghĩa là thắng bảng có 5 đội, nó thắng 3 rồi. Hà Nội thì cũng kiểu như thế. Hà Nội thì cũng thắng Hải Phòng, cũng thắng hôm qua là gặp, cũng thắng Đồng Nai rồi. Hai bảng. Không, cùng đây là cùng một bảng. Bảng khác là Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Quân Đội với cả Bắc Ninh. Cùng ngoài sân. Nói chung tính đến thời điểm hiện tại thì có thể xác định được hai gương mặt nhất nhì bảng. Nhất nhì bảng ấy rồi, nhất nhì bảng A rồi. Chỉ có tranh nhất nhì thôi. Tranh nhất nhì giữa Hà Nội và Quân Đội thôi. Còn bảng B thì chắc chắn Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhất bảng rồi. Bây giờ tranh vị trí nhì bảng thì chỉ có tranh nhì bảng thì chỉ có Bắc Ninh với Bắc Giang thôi. Quân Đội năm nay cũng rất yếu. Ok, Hải Phòng giành chiến thắng trong vòng 2 set. Đôi Tuấn Đức và Mạnh Thắng thả